Xin kính chào quý vị khán giờ đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm nay, tỉnh Hà Giang đã thu hút hơn 840.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 2.100 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, Hà Giang đón trên 83.000 lượt khách quốc tế và 765.000 lượt khách nội địa, đạt 27% kế hoạch năm 2024. Riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khách du lịch đến Hà Giang tăng 81,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với 156.200 lượt, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2.000 lượt khách. Hiện Hà Giang có 938 cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, trạm dừng chân. Hà Giang cũng là điểm đến trong nước được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google và được tạp chí Du lịch Thế giới bình chọn trở thành điểm đến du lịch mới nổi, đứng thứ 25 trên 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Hiện nay, tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng diễn ra trên cả nước, trong đó có Ninh Bình, khiến cho tỷ lệ tiêm chủng đa số các vaccine trên địa bàn không đạt tiến độ và mục tiêu kế hoạch, dẫn đến tạo khoảng trống miễn dịch, làm xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là đối với trẻ em. Tại Ninh Bình, tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục diễn ra trong những tháng đầu năm 2024, đặc biệt là vaccine 5 trong 1 cho trẻ em dưới 1 tuổi và vaccine 3 trong 1 cho trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên. Thực tế hiện nay, Ninh Bình đã xuất hiện các trường hợp mắc ho gà sau hơn 3 năm liên tục không có ca mắc. Cùng với đó, các trường hợp sốt phát ban nghi sởi rubella cũng bắt đầu được ghi nhận. Ngành Y tế Ninh Bình khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ, đồng thời theo dõi tình trạng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để đưa trẻ đi tiêm bù, tiêm vét ngay khi có vaccine. Hy vọng tình trạng thiếu hụt một số loại vaccine phòng bệnh cho trẻ sẽ sớm được khắc phục trong thời gian tới. Trước tình hình hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng, để giúp người dân tỉnh Cà Mau có nguồn nước ngọt sinh hoạt, ngày 8 tháng 4, Quân khu 9 đã điều động 3 tàu tải trọng lớn của Lữ đoàn Vận tải 659, chở hơn 1.700 mét khối nước ngọt cung cấp cho người dân tại các khu vực thiếu nước trầm trọng của tỉnh Cà Mau. Theo phản ánh của người dân, do thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng, họ phải mua nước từ các vùng khác trở đến với giá từ 45 đến 50.000 đồng một mét khối, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 2.600 hộ bị thiếu nước ngọt hoặc không chủ động được nguồn nước sinh hoạt do hạn hán. Trong đó có hơn 1.700 hộ không có nước ngọt sử dụng do không khai thác được nước ngầm, kênh rạch khô cạn, đường đi bị sụt lún, giao thông bị chia cắt. Tỉnh Cà Mau cũng đã chi 10 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng mua dụng cụ chứa nước, đồng thời mở rộng nối dài các đường ống dẫn cung cấp nước cho người dân. Nhiều năm nay, cứ đến mùa khô là bãi rác Lộ Thiên tại xã Đắc Lao, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông lại cháy. Tình trạng này làm phát tán khói bụi mùi hôi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đảo lộn cuộc sống của người dân có đất đai nương rẫy liền kề. Khói mù mịt, không khí ngột ngạt, mùi hôi của rác cháy phát tán khắp nơi. Tình cảnh này đã lặp đi lặp lại nhiều năm nay ở xã Đắc Lao, huyện Đắc Min. Khói từ bãi rác cháy khiến cà phê, bơ, sầu riêng rụng lá, chết cành, vật nuôi không thể phát triển. Người dân rơi vào tình cảnh bỏ rẫy thì không có sinh kế, mà chăm sóc cây trồng thì không có giải pháp nào. Bãi rác này là quy trình của nó là tôi biết là trông lấp, chứ không phải là từ mùa nắng mà đốt gì đâu. Mà không biết là có đơn vị đổ rác kiểu gì thì tôi không biết, trồng lấp thì không thấy, cứ mùa nắng là nó cháy. Kể từ hôm mà đổ đến giờ là ông chắc mấy mấy ngày rồi đó. Mỗi khi tôi vào đây đi làm là tôi thở cũng được, không chịu nổi đâu, là lá rụng, quả rụng, cái diện rụng hết rồi, bà con tôi lấy cái gì mà ăn sống đây. Bãi rác Đắc Lao là nơi tập trung toàn bộ rác thải của huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông. Bãi rác được đưa vào sử dụng từ năm 2011 với diện tích 2,8 ha và nằm ngay bên đường quốc lộ 14C cách trung tâm thị trấn Đắc Min không xa. Hiện nay thì trong bãi rác thì vẫn ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy. Nhưng mà đây có cái biện pháp mà khắc phục triệt để thì hiện nay vẫn chưa có Nhiều năm liền, bãi rác Đắc Lao cứ tới mùa khô là cháy. Nguyên nhân cháy vẫn chưa được xác định, còn việc ô nhiễm môi trường thiệt hại tới cây trồng, sức khỏe của người dân thì chưa được các ngành chức năng xem xét xử lý. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.